trăm nhà không ạ? Nói hả? Không lấy trớn mà. Là ăn tụ cống nha các bạn. Nó trễ khá xiết nên Thà Lan dạ qua cống không được, đành phải tụt xuống thôi. Xà lan qua không nổi, đành dây xuống các bạn. Vô nước chảy quá xiết nên xà lan không khả năng qua nổi mà, đành dây xuống rồi chờ nước yếu không. Qua không nữa các bạn.
nói vô đây ép lắm. Nổi tiếng nữa. Nước sao ra không á? Nước sao là ra không á? Nước mới rộng à? Ở ngoài lớn rồi đó. Lên nổi mà lên hoài. Máy này yếu rồi sao? Tại sao? Chơi hả? Dạ chơi hả? Phía ngoài có mấy chiếc đậu trước cửa cống em ạ. Lấy hết lái mới tránh được mấy chiếc xà lan. Ở ngoài không?